Thị buồn. Lúc đó em chết nặng lắm, mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh, xong rồi em chết nữa. Anh về á, mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh trai anh đi nhậu tiếp. Thôi, xin chào hai bạn. Dạ anh chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh, 28 tuổi. Mỹ Hạnh đang làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt. Mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy. Bà xã em quá xinh xắn đi. Mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em là bạn học năm lớp 7. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó anh quậy lắm. Mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chùa chén. Mà xấu, mà đen, mà ốm. Mà nói chung là quậy nhất trường á. Quậy lắm. Học chung lớp em. Mà lúc đó là em được làm lớp trưởng, theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Đã lớp trưởng thì xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích. Nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm hả, mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần gần ấy. Xô con cái. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sau á, ảnh lấy cây thước bóp vô trong cái mông em, cái bóp. Em quay lại, em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, canh phan lên đầu ảnh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hè 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 hè. Trời ơi, còn cái trò đắng mắt trò nào mà nó nhát em nữa không? Dạ, bắt sâu lông á. Trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường. Cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó cứ lấy sâu á, bỏ vô trong bóp viết em á. Chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên. Em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng nhảy chứ. Lúc đó bên này chắc khoái lắm đúng không? Dạ đúng. Cười không? Mà em thích cô này, tại sao không làm những cái việc gì đó chứ, hạn như là gá lăng với cổ em để chọc cổ. Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ à, nên không biết tỏ tình hay là ga lăng sao à. Nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á. Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á là vậy không á? Không có bợ ngoại trừ tôi. Không có đâu, đi vậy. Hồi xưa tôi làm thơ dữ dằn, tôi thích con bé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không có làm thơ. Đâu kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Nhưng mà lúc đó là lớp mấy? Chắc dạ chắn. Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa, lớn dần theo thời gian. Em thì không bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ tầm bậy bạ đó. Dạ. Không có gì ra cái gì đó. Giống như là lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì à? Trời hôm nay sáng quá rồi cho anh hôn cái má. Chắc vậy, nhưng lâu quá em cũng không nhớ nữa. Nhà bạn viết dùng em nhớ gửi bạn á là sao? Trời hôm nay á, trời hôm nay có trăng sáng, Nhật ngồi ngay cửa sổ nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẻo. mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa. Mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không? Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt, tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3, xong bên đi nghĩa vụ. Đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại, à người ấy năm xưa. Nay sao nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó đầu em mới chạy về nhà, xong em mới nhấc điện thoại bàn lên điện cho nhà bên vợ. Là mới giả là nói với bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em tắt máy liền. Ghét rồi. Em nói là bạn cũ, có muốn xin số điện thoại. Cái vợ em cho hai số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này chắc bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dắp miếng? Dạ, người anh... trong điện thoại và em. Dạ ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi
ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn. Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? À, 7 năm anh. Trời đất ơi, một mối tình từ hồi lớp nhỏ, 7. lớp 7 tới lớp 12. Yeah. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi. Yeah. Rồi yêu nhau 7 năm nữa. Dạ, yêu 7 năm nữa. Là mới cưới năm 2014 này. À, là mới cưới được. Ủa, anh hỏi nè. Gần 3 năm rồi. Ừ. Yeah. Rồi lúc mà cưới nhau về, coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ, ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cưới về này số ca hơi bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được. Mà nói chung là những cái gì anh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết. Nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm. Nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á, mà ảnh điện thoại về, ảnh nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi. Mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá, mình cũng cho gà cho anh ăn. Mà lát anh điện thoại về, em ơi em đếm đúng một con gà 50 hộp lúa nha em. Trời ơi trời, 50 hộp lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa, em cũng ngồi em đếm. Cái giống nàng tắm quá vậy. Cái em quăng xuống, em nấu phùng lên quăng xuống, em chạy lên điện thoại em nói anh giỏi, anh về anh cho gà anh ăn đi, em chăm con còn mệt anh cũng bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là anh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không, có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị, nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn vậy hả? Lúc mà vợ có bầu á, lúc em gần sanh á là em bị chết. Tại vì chồng á đi nhậu hoài hà, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi á mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về á, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi á em thấy cơm em cầm á mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em sanh xong rồi em chết nữa. Anh về á mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy anh đi nhậu tiếp chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em với lại em còn em gái nó lo. Còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa. Mà anh không có nghe, anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quả với bạn chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm nhưng mà anh không quan tâm. Em lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè ở trên mạng thì em mới biết là mình bị chết. Giờ em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không, thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi, mẹ đâu có bị đâu, mẹ em không bị nên mẹ em không có biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng em ẵm con em ra ngoài để vô cái nôi, em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo em quăng hết luôn. Xong rồi bao nhiêu chén á em đập hết luôn, em vừa đập quăng vô trong tường vậy đó. Em chửi mày đối xử với tao hay gì hết nhở, mày đối xử với tao gì hết nhở, em quăng gì đó. Cái em lụm ngay cái miếng mễ của bấy chén em gạch vô trong tay luôn. Anh về á anh mở cửa anh bước vô trong phòng, rồi xong anh ẵm con anh bỏ anh quay ngoảy anh đi, anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ, em chạy xe vô trong chùa. Vô trong chùa em nghe kinh á, rồi cho em tịnh tâm lại, cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài, về đi chơi với bạn bè, giờ ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này anh mới biết em bị chết, anh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về anh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ anh sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo, buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tủi lắm. Em nghe nãy giờ em thấy sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan trợ quan tâm vợ nhiều hơn. Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á, thực sự là chị muốn khóc. Hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em, tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái không, bản thân em vượt qua được là em quá là hay.
quá bản lĩnh luôn. Bây giờ á, Nhật nghe rồi, thực sự em nghe là em cũng xót, đúng không? Dạ. Cái công việc của Nhật á, thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được. Dạ. Mà chỉ có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật á, cũng sẽ rất dễ bị áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất của vấn đề á, thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị chỉ nói như vậy nè, riêng về em, rất chia buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn, đúng không? Buồn dạ, khủng khiếp lắm. Dạ. Là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào. Dạ. Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao? Em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần, nhưng còn cái đứa con của em là tất cả đối với nó. Dạ. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi. Chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Dạ. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai, đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình. Mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Dạ. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi. Mình dành cái thời gian đó cho con mình, bởi vì dạ, mình đã tự vượt qua được rồi. Dạ. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ á, chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, cho cười đi chị. Đẹp quá mà đừng để khóc. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Dạ. Rồi bây giờ tới Nhật. Em xin hứa với vợ em là nhìn từ, vợ mình chứ nhìn cái từ nay về sau sẽ lo lắng quan tâm ôm vợ cái đi. Tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à. Rồi. Ok, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Nhớ giữ lời hứa nghe.